Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về núi tiền trăm tỷ USD của Apple. Và Apple sẽ làm những chuyện điên rồ gì với núi tiền này? Với những thông báo đầy lạc quan về tình hình kinh doanh của công ty, cùng với những chính sách nới lỏng thuế ủng hộ các công ty của Mỹ, của Tổng thống Donald Trump, thì có thể là thấy Apple đang thực sự trở thành một gã nhà giàu đúng nghĩa đen trong thế giới công nghệ lẫn bức tranh kinh tế thế giới hiện nay. Bởi nhờ tình hình hiện tại mà công ty của Tim Cook có thể đường đường chính chính mang tất cả các nguồn tiền dự trữ nước ngoài trở về chính nơi của mình. Và việc tập hợp tất cả các tiền mặt về một nơi cũng cho phép Apple làm được nhiều điều hơn với những dự định chi tiêu trong hiện tại và tương lai của họ. Apple hiện đang được định giá khoảng trên 900 tỷ USD khi xét về giá trị vốn hóa và khoảng 250 tỷ USD về mặt dự trữ trong ngân hàng. Chính với số tiền mặt khổng lồ này mà các nhà phân tích đang hy vọng Apple sẽ có thể làm một điều gì đó điên rồ để chứng tỏ vị thế ông lớn thực sự của họ trên bức tranh kinh tế thị trường toàn cầu chẳng hạn. Và sau đây sẽ là những dự đoán khá điên rồ mà Apple có thể làm để sử dụng núi tiền hàng trăm tỷ USD của họ trong thời gian sắp tới. Đầu tiên, họ có thể nghĩ đến là mua lại một nhà sản xuất Android lớn nhất. Có một thực tế khá rõ ràng là trên thị trường, nhiều gã khổng lồ lắm tiền nhiều của thường hay làm mỗi khi muốn chứng tỏ sức mạnh của mình, đồng tiền của mình là không cạnh tranh được thì mua lại. Trên bức tranh di động hiện tại thì Samsung có thể coi là đối trọng lớn nhất của Apple. Công ty Hàn Quốc được coi là công ty công nghệ có tổng giá trị vốn hóa lớn nhất châu Á. Và riêng mảng điện tử của họ thôi, tức là Samsung Electronics, bao gồm rất nhiều những ngành hàng như là điện thoại, thiết bị gia dụng, thông minh v.v. được định giá vào khoảng 300 tỷ USD. Và dĩ nhiên con số này lớn hơn một chút so với khả năng mua đứt khoảng 250 tỷ USD của Apple. Nhưng nếu thực sự muốn, táo quyết vẫn có thể mua được thông qua các phép trao đổi giá trị cổ phiếu và kết hợp với khối tiền mặt ở trên. Cách thức mua bán này đã được khá nhiều công ty công nghệ áp dụng trong thời gian gần đây, và đặc biệt là các thương vụ khủng nhất từ đầu thập kỷ này như là thương vụ Nokia mua lại Alcatel với giá là 16 tỷ USD, Dell mua lại EMC với giá là 67 tỷ USD. Và dĩ nhiên trong trường hợp Samsung không đồng ý bán mảng kinh doanh đang ăn lên làm ra của họ thì Apple vẫn có thể tìm đến một số nhà sản xuất Android khác cũng máu mặt không kém như là Huawei, BBK hay thậm chí là Xiaomi, cũng có thể là những đích đến của Apple trong thời gian tới. Và việc tiếp theo có thể nghĩ đến đó chính là mua lại một công ty truyền hình trực tuyến. Không biết rằng bên cạnh mảng kinh doanh chính là bán phần cứng thì mảng dịch vụ cũng là một mảng kinh doanh đang lên của Apple với lợi nhuận khổng lồ. Trong đó đáng kể nhất là những bước tiến mới đây của công ty với một loạt những thiết bị mô hình nhà thông minh như là Apple TV 4K, HomePod mới đang thể hiện tham vọng rõ nét của Apple trong việc mở rộng tầm ảnh hưởng của họ sang quy mô gia đình. Rõ ràng là ở thời buổi hiện tại thì Netflix, một dịch vụ truyền hình trực tuyến nổi bật bậc nhất thế giới hiện nay, sẽ là một đích đến lý tưởng cho một thương vụ mua bán lớn mà Apple nhắm đến. Bởi vì Netflix sẽ là một mảng ghép hoàn hảo cho hệ sinh thái nội dung của Apple, vốn đã bao gồm những cái tên rất nổi tiếng như là Apple Store và Apple Music. Cái giá phải trả để mua Netflix cũng là khá mềm, ít nhất cũng là mềm hơn so với việc muốn thâu tóm Samsung ở trên, mà cụ thể là vào khoảng 87 tỷ USD. Tiếp theo, một việc điên rồ Apple có thể nghĩ đến là mua lại một hãng xe hơi chạy điện. Xe hơi chạy điện đang trở thành xu thế mới và hứa hẹn trở nên rộng rãi trong tương lai, thay thế cho xe hơi sử dụng xăng truyền thống hiện nay. Và với Tesla, có thể được coi như là một thương hiệu sáng giá nhất cho ngành công nghiệp tương lai này. Và khá thú vị khi mà cả Apple và Tesla đều có những đặc điểm khá tương đồng. Họ đều là những công ty mạnh nhất dựa trên những nền tảng công nghệ riêng của mình và đều có những đặc điểm chung về phong cách làm việc, thiết kế. Và trên hết là Apple cũng có rất nhiều tham vọng, mong muốn tham gia thị trường xe hơi thông minh, chạy điện có trong tương lai. Có khá nhiều báo cáo về việc Apple đang phát triển một chiếc xe điện tự lái nhưng mà gặp nhiều khó khăn do thiếu dây chuyền sản xuất và công nghệ. Mà nếu mua lại Tesla thì Apple có thể hoàn thiện tất cả những gì mình còn thiếu. Vốn hóa thị trường của Tesla hiện là khoảng 62 tỷ USD, nhỏ hơn con số 87 tỷ USD của Netflix. Nhưng có lẽ tỷ phú Elon Musk có lẽ không đồng ý với thương hiệu này bởi cá tính mạnh mẽ của ông, hoặc nếu có thì chắc chắn ông chủ Tesla sẽ đòi một mức giá cao hơn nhiều. Mua lại một nhà sản xuất màn hình OLED. Khi mà ra mắt chiếc iPhone X, Apple đã khẳng định chắc chắn rằng tương lai dòng điện thoại danh tiếng nhất hành tinh này sẽ thay đổi mãi mãi với màn hình OLED thay thế cho màn hình LCD. Ngay lập tức, chiếc iPhone X đã cho thấy quyết định của Apple là đúng đắn khi mà màn hình OLED của thiết bị được đánh giá là màn hình di động đẹp nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, điều khiến cho Apple đau đầu là Samsung, đối thủ lớn nhất của Apple trên thị trường di động hiện nay, lại là bên cung ứng màn hình OLED lớn nhất.
và nếu không muốn nói là độc quyền hoàn toàn nguồn cung ứng màn hình OLED hiện nay. Và với thế mạnh độc quyền của mình, Samsung hoàn toàn có thể tự ý hét giá màn hình OLED lên cao ngất ngưỡng mà Apple vẫn phải cắn răng chi tiền. Do đó, việc mua lại một nhà sản xuất OLED sẽ là một cân nhắc quan trọng của Apple trong thời gian sắp tới đây. Và với LG hay là Japan Display là những cái tên đáng chú ý nhất. Điều này sẽ giúp Apple thoát khỏi hoàn toàn thế độc quyền của Samsung, phù hợp với chiến lược muốn kiểm soát chặt chẽ hơn nguồn cung cấp linh kiện hiện tại của công ty. Và một ý tưởng điên rồ nữa mà các fan của Disney rất là thích đây, đó chính là mua lại Disney. Khi còn sống thì cố CEO Steve Jobs đã từng có vai trò lớn tại Pixar, một studio nổi tiếng với những tác phẩm hoạt hình bom tấn, mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc bậc nhất thế giới điện ảnh. Và không chỉ tại Apple mà Jobs cũng có tầm ảnh hưởng rất lớn tại Pixar. Tuy nhiên, hiện tại thì Pixar đã được Disney mua lại, nhưng giá trị của nó vẫn hứa hẹn sẽ là một con gà đẻ trứng vàng cho công ty trong tương lai. Và việc mua lại Disney cũng tương tự như là Netflix, nhưng mà mang lại giá trị lớn hơn nhiều, bởi Disney không chỉ đơn thuần là một công ty kinh doanh nội dung danh tiếng, mà còn là chủ sở hữu của rất nhiều thương hiệu điện ảnh bom tấn ảnh hưởng nhất thế giới hiện nay. Và dĩ nhiên là cái giá để mua lại Disney cũng không hề nhỏ, khi mà hiện tại công ty này đang được định giá khoảng 262 tỷ USD, cùng với gần 200.000 nhân viên trên toàn thế giới. Do đó, kể cả khi mua được thì quy mô của Apple mới cũng sẽ phình to lên rất nhiều, và việc quản lý một bộ máy công kênh như vậy thực sự rất khó khăn. Trên đây là một số dự đoán của TechMag về những khả năng điên rồ mà Apple có thể làm để tiêu hết núi tiền hơn 250 tỷ USD của họ. Nhưng mà dĩ nhiên những dự đoán trên cũng chỉ mang tính chất vui là chính, bởi vì để thực hiện một thương vụ xứng tầm chơi lớn thì sẽ cần đến rất nhiều những bước đi khác nhau, và thậm chí là kết quả cuối cùng cũng thực sự khó nói vì còn tùy thuộc vào tình hình của công ty qua từng thời điểm. Nhưng dù sao thì qua đây chúng ta cũng thấy một Apple đang ngày càng lớn mạnh đến mức nào, và dù chưa đến mức bá đạo như kiểu là sẵn sàng buộc cả thế giới, nhưng cũng đủ để có một vai trò mà bất cứ một công ty nào khác cũng phải ghen tị, ít nhất là khi nhìn vào kho tiền tấn của công ty này. Và nếu như các bạn có bất cứ ý kiến nào, hãy để lại phần comment phía bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.